Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Vâng, vẫn là chuỗi ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 cũng như là ngày dỗ tổ Hùng Vương ngày mùng 10 tháng 3. Thì hôm nay bên mình vẫn quay lại miệt mài làm những video để gửi đến các bạn những chiếc máy đang có tại kênh nhằm phục vụ nhu cầu giải trí cho tất cả các bạn. Còn bạn nào mà đi nghỉ lễ thì chúc các bạn thật là vui vẻ và sau nghỉ lễ thì về lại ủng hộ kênh giúp mình nhé. Thì hôm nay bên mình về được khá là nhiều. Đó, về được khá là nhiều và máy hôm nay thì bên mình test sơ cua, đã test qua rồi nhưng mà vẫn chưa lau chùi nên là bên mình để nó nhìn trông nó hơi nương bương, thì bên mình sẽ giới thiệu cho các bạn chi tiết từng máy một. Ví dụ đây sẽ là hai con 12 Pro Max bản 128GB. Ngoại hình của nó thì tất cả đều là hàng zin đẹp 98-99%, có xước sát nhẹ theo 5 tháng thôi nhưng mà cực kỳ đẹp các bạn nhé. Bọn này nó mới ra được có 2 năm nay, hơn 1 năm nay thì cho nên máy của bọn nó vẫn đang rất là đẹp các bạn nhé. Những chiếc iPhone 12 Pro Max pin thì 87% và 91%. Bên mình đang bán giá là 15.500 và 15.700. Ngoài ra thì bên mình có hai chiếc iPhone 13 Pro Max đấy các bạn, nhìn 13 Pro Max và 12 Pro Max hầu như là không chênh nhau là mấy phải không các bạn. Đấy, về 13 Pro Max đây thì tất cả bên mình đều đã lên iOS cao nhất rồi nên các bạn yên tâm không bao giờ sợ trắng màn hình hoặc là xanh màn hình các bạn nhé. Những cái dòng máy này thì hầu hết đều phải khi lên iOS trên 16 chấm thì nếu nó lỗi nó sẽ lỗi luôn, còn nếu nó không lỗi thì là các bạn dùng yên tâm nhé. Đấy, ví dụ như con máy này thì giá nó sẽ rẻ hơn bởi vì đây là một con máy nó báo camera. Đấy, đây là một con máy nó báo camera các bạn nhé, camera linh kiện không xác định nhưng mà mình cam kết với các bạn camera vẫn là camera zin. Đấy, đang chạy iOS 16.1.1. bên mình đang bán cho các bạn con máy này giá chỉ có 17.500 thôi. Đấy, còn đây là một chiếc máy thì không có báo gì cả, nó cũng là hàng zin đẹp đó, thì bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 19.000 các bạn nhé. Pin của nó thì tất cả đều pin khỏe, đều trên 90%. Và tiếp theo đến những chiếc máy Android thì bên mình có một cây Redmi Note 10F. Đây, cây này thì bên mình mới thu lại được của khách. Ngoại hình của nó thì đây là một cây hàng máy công ty, có zin phẩy, có xước sát nhẹ, không có cần, không có móc, màn hình zin, nói chung vẫn zin từ A đến Z. Con này thì thiên về cái cấu hình RAM dung, RAM của nó lên đến 8+3 luôn các bạn nhé. Redmi Note 10F này RAM 8+3, bộ nhớ 128GB. Đây, RAM 8+3 là 11GB RAM luôn. Đấy. Và bộ nhớ của nó là 128GB. Và con máy này ngoại hình nó rơi vào tầm khoảng 95-97%. Màn hình trắng sáng, bên mình bán cho các bạn với giá của nó là 2.600.000 các bạn nhé. 2.600.000 sẽ tặng các bạn một bộ sạc và một ốp lưng, một miếng dán cường lực. Đấy, bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1. Tiếp theo sẽ đến đó là những chiếc Note 20. Đây là những chiếc Note 20 hàng siêu tuyển chọn của bên mình. Đấy, hàng zin keng sà beng và bên mình cam kết không zin, bên mình tặng các bạn máy luôn. Đây, hàng chuẩn chỉ zin keng. Đấy, như bình thường thì bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 6.100.000 với bản Mỹ. RAM 8, bộ nhớ 128GB, chip Snapdragon 865. Nhưng hôm nay bên mình sẽ giảm cho các bạn 100.000, là còn giá 6 triệu. Giá 6 triệu đây các bạn. Đấy, hàng đều tăm tắp, có hai màu, đó là màu xám và màu lâu cà phê. Đấy, và bên mình cam kết với các bạn hàng này các bạn cũng có thể là thả nước được bởi vì hàng này mình test áp suất nó rất là căng và các bạn cầm máy thì các bạn sẽ cảm thấy nó là những chiếc máy mà cực kỳ chắc chắn, như vừa mới kiểu mới sử dụng ấy các bạn nhé. Mình thực sự cái lô này về mình rất là ưng ý, về đâu đó được khá là nhiều, mình chia cho thợ cũng nhiều. Đấy, và mình để lại ở cửa hàng mình cũng khá là nhiều. Đấy, có hai màu nhá. Đấy, bản Mỹ hai sim, một sim vật lý, một e sim, và các bạn nhìn chân sạc này. Đấy, các kiểu này không có xước sát gì luôn, chân sạc ở bên trong. Đấy, nói chung đây là những chiếc máy hàng siêu chất, để tránh các bạn hoài nghi hàng dựng nên là bên mình sẽ có một cái cam kết cho các bạn, nếu mà phát hiện hàng dựng rạp sửa chữa bên mình sẽ tặng các bạn con máy này. Đấy, ok nhá.
Máy Bà Gia vẫn tặng đầy đủ phụ kiện cho các bạn, ví dụ như là ốp lưng, miếng dán, sạc đó, để cho các bạn sử dụng. Còn đây là những chiếc S20, S20 5G. Thì video hôm qua bên mình cũng đã nói và hôm nay bên mình cũng sẽ nói lại một chút. Đây là những chiếc máy bản Mỹ hàng A. Đây, tất cả đều là hàng A, hàng zin, không có phích ám, không có đánh kính, không có ép kính, không có thay lưng, thay viền. Đấy. Bản Mỹ 2 SIM, RAM của nó là 8GB, bộ nhớ của nó là 128GB. Đây, con này còn cả siêu viền luôn đấy các bạn này. Đấy, còn cả siêu viền luôn nhá. Đấy. Và gì nhỉ? Chạy con chip Snap được không? 865. Thì giá những chiếc máy S20 này nó chỉ xem so với cả lốt 9 thôi. Nên các bạn có thể cân nhắc, bên mình đang bán hàng A như thế này là 4,5 triệu, trong khi hàng A của lốt 9 bên mình cũng đang bán là 4 triệu. Đấy, các bạn có thể cân nhắc nhá. Chip cao hơn, đời cao hơn, pin nó cũng sẽ khỏe hơn, bởi vì đây là pin 4000. Mà đặc biệt màn hình con này thì Note 9 đuổi mệt luôn. Con này màn hình lên đến 120Hz luôn các bạn nhé, tần số quét đó. Cho nên các bạn sử dụng những con này này, đây là một sự lựa chọn để cho các bạn trong vòng tầm khoảng từ 5 cho đến 7 năm không bị lỗi thời. Đó, S20 5G. LG Velvet. Đây là những chiếc LG Velvet hàng zin kem thì bên mình vẫn còn nhá. Đấy. RAM 8 bộ nhớ 128GB, chip Snap được không? 765G, màn hình 6.8 inch, pin của nó là 4000, màn hình cong tràn viền, camera 48 megapixel. Nói chung đây là một con máy dòng flagship của LG và bây giờ giá của nó đang là 3,5 triệu. Vẫn tặng phụ kiện đầy đủ cho các bạn. S21 Ultra, đấy, cái dòng siêu hot S21 Ultra, đây hàng gì đẹp. Ô, con này còn cả siêu viền các bạn này. Đấy, xin lỗi mấy bạn hôm nay mua S21 Ultra mà mình lại không sờ đến cái này nhá. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, rất đẹp nhá. Ui, cây này có khi là hàng zin đẹp 99 đến cận keng luôn các bạn nhá. Đây là vết bẩn thôi. Zin đẹp 99 đến cận keng. S21 Ultra phiên bản Mỹ, RAM 12, bộ nhớ là 128GB, chạy chip Snapdragon 888. Đấy, máy thì màn hình của nó là 6,9 inch. Độ phân giải của nó là Dynamic 2K+. Đấy. Pin của nó thì lên đến 5000 mAh, hỗ trợ sạc siêu nhanh. Siêu nhanh trong vòng tầm khoảng lửa tiếng đến 45 phút là sẽ đầy. Cũng như là cả cụm camera zoom 100x. Đây là một con siêu khủng long bạo chủ đến bây giờ. Chip Snapdragon 888 thì các bạn chơi game ten ten luôn. Nó sẽ có hai màu, đó màu đen và màu bạc. Đấy, màu đen và màu bạc. Nói chung ngoại hình con nào con đấy các bạn yên tâm. Và những cái chiếc máy mà hàng A như này thì các bạn đi mưa đi gió thì thoải mái luôn đi các bạn nhé. Kể cả rơi xuống nước các bạn vớt lên, các bạn chỉ cần sấy khô cho mình cái chân sạc này thôi là các bạn dùng thoải mái rồi. Vì cái dòng Samsung nó rất là hay báo lỗi ẩm chân sạc, cho nên là khi mà đi mưa đi gió hoặc là có một chút nước thì các bạn cũng, hoặc là thời tiết không khí lồm ẩm thì các bạn cũng nên dùng cái máy sấy hoặc là một cái gì đó để thổi cho cái chân sạc này nó khô ráo các bạn nhé. Có hai màu đấy, bên mình bán cho bạn giá là 9,5 triệu. Đây là cái iPhone 7 Plus đấy, đã lên hai video rồi, cũng có hai khách cọc nhưng sau đó đều là bận đi nghỉ mát nên là không lấy được. Bên mình lại để lại bán cho bạn giá chỉ có 2,7 triệu, pin 100 luôn, bản 32GB. Cái S10 nhỏ này, đây S10e các bạn nhé, S10e nhỏ này. Đấy, hôm qua có một bạn cọc từ rất sớm, sau đó là đến lúc gần gửi hàng thì các bạn đấy lại hủy đơn, nên hôm nay nó vẫn ở lại với bên mình. S10e phiên bản Mỹ, chạy một sim chip Snapdragon 855, đấy. RAM 6 bộ nhớ 128GB, bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó là 3,2 triệu. Đây là chiếc S20 nhỏ. Và tiếp đến là những chiếc lốt 10. Lốt 10 thì hôm nay bên mình cũng về được khá là nhiều và giá thì bên mình đang bán là 4,6 triệu. Đấy, giá này thì mình cũng nghĩ là các bạn lên cân nhắc khi mua lốt 9 nhá, bởi vì lốt 10. Đây là lốt 10 bản Hàn. Máy một sim hỗ trợ sóng 5G, lốt 9 thì không có sóng 5G rồi. RAM con này lên đến 12GB, bộ nhớ của nó thì 256GB luôn. Đấy, lốt 10. Ngoại hình thì tất cả đều là hàng màn hình trắng sáng không hà mố. Zin đẹp tầm 98 đến 99%, zin nguyên bản. Đấy,
zin nguyên bản luôn các bạn nhé. Bên mình bán cho các bạn giá chỉ có 4.600.000, đã tặng các bạn một ốp lưng, một bộ sạc, đó, bảo hành 3 tháng mỗi một đổi một, cam kết máy zin nguyên bản 100% các bạn nhé. À, bên mình hiện tại là một màu đa sắc này, một màu hồng này. À, để xem nó có những màu gì. Đấy, màu đa sắc tiếp này. Đấy, nó có màu đen không? Lại màu đa sắc này, ô lô này về toàn màu đẹp thôi các bạn, không có màu đen luôn. Lô này chỉ có đa sắc và hồng thôi các bạn nhé. Ngoại hình tất cả đều là hàng zin đẹp rồi. Đấy, tiếp theo nữa sẽ đến đó là những chiếc Samsung Galaxy S20 Ultra. Đấy, S20 Ultra. Đấy. S20 Ultra đây các bạn nhé. Đây là bản Mỹ. Bản Mỹ đã là 2 SIM rồi. RAM của nó cũng là 12GB, bộ nhớ của nó cũng là 128GB. Đấy. Chip Snapdragon 865, màn hình của nó thì hoàn toàn trắng sáng. Ngoại hình thì tất cả đều là hàng zin đẹp. À, tất cả đều là hàng zin đẹp các bạn nhé. Zin đẹp này tầm khoảng 98 đến 99% zin nguyên áp suất luôn. Đấy, camera zoom 100x và pin 5000, màn hình của nó cũng 6.9 inch, độ phân giải cũng là Dynamic 2K+. Đấy, chip của nó là Snapdragon 865, thì đây là những con máy thì cực kỳ là ngon lành cho các bạn. Đây. Đấy, thì tất cả hàng này bên mình đều đang bán ra cho các bạn với giá của nó là 6.500.000. Các bạn nghe không nhầm đâu, 6.500.000. Các bạn hãy gạt ngay nút người Plus qua một bên các bạn nhé. Hãy gạt qua một bên, bởi vì quá có lỗi với công nghệ khi các bạn bây giờ vẫn cứ xăng xe mua lốp 10 Plus nhé. Đấy. Đây. Đấy, ngoại hình con nào con đấy đều là hàng rất đẹp luôn. Và nó là hàng zin nguyên bản. Hiện tại là có 3 cái màu đen rồi. Màu đen là xem có màu xám không? Không, không. Lô này tất cả màu đen luôn, màu đen huyền bí các bạn nhé. Tất cả màu đen huyền bí, tất cả đều là hàng zin đẹp, màn trắng sáng. Nói chung là giá hôm nay thì các bạn không phải nghĩ luôn. Giá 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 kèm theo cả ngày giỗ tổ Hùng Vương rồi. Tiếp theo nữa sẽ đến đó là những chiếc Samsung Galaxy S21 Ultra. À, đây là S21 Plus các bạn nhé. Đấy, S21 Plus thì hôm nay bên mình có hai màu đặc trưng. Đấy. Hai màu đặc trưng, xanh hồng và màu bạc đa sắc. Đây, tất cả đều là hàng zin keng xà beng, zin keng xà beng các bạn nhé, hàng A cộng cộng luôn. Đấy, áp suất thì căng đét. Dòng S21 này thì nó cũng là máy mới ra, giống như S21 Ultra, cho nên là tất cả các cái chức năng của nó các bạn không có gì phải suy nghĩ đắn đo khi mua những chiếc máy này. Đặc biệt các bạn mua những chiếc máy mà hàng đẹp, hàng zin như thế này thì chắc chắn pin nó sẽ khỏe hơn, màn hình của nó cũng sẽ sáng đẹp hơn. Đấy. RAM là 8GB, bộ nhớ 128GB, nhưng nó chạy con chip Snapdragon 888. Đó, pin của nó thì lên đến 4800 mAh, gần ngang ngửa so với S21 Plus các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn đẹp chưa? Đấy. Mà giá thì lại rất là dễ nghe. Giá bên mình đang để cho các bạn giá chỉ có là 6.800.000. 6.800.000 các bạn đã được bảo hành 3 tháng, tặng một bộ sạc, một ốp lưng và một miếng dán màn hình. Đấy, bên mình hiện tại là đang có hai màu rất đẹp cho các bạn luôn. Đây, mấy cây này đây cũng toàn như vậy thôi, cũng hai màu như thế thôi. Tất cả đều sáng màu, nam dùng cũng được, nữ dùng cũng sang luôn các bạn nhé. Đấy. Thấy chưa? Rất đẹp và nó là hàng Mỹ, bản 2 SIM. Đấy, có hỗ trợ sóng 5G. Vậy là hôm nay bên mình cũng đã review xong những chiếc máy đang có tại kênh của Việt Thắng. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Và chúc các bạn có những ngày nghỉ thật là thoải mái và bổ ích. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.